Rồi hướng dẫn em giải cái đề thi giữa kỳ 2 tháng 5, 10 năm 2023 đề này mới thi đây thôi. Rồi bài chỗ là cái gì ha? Trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy ở quận Cầu Giấy Hà Nội. Rồi đề này gồm 3 phần: trắc nghiệm đúng sai và trắc nghiệm trả lời ngắn. Rồi, giống như cấu trúc của Bộ Giáo dục ra. À, sau này mấy em thi. À, tôi đi vào câu số 1. Rồi, câu số 1 thế nào? Trong hệ trục tọa độ thì cho 2 điểm A, B, C. Cho 3 điểm A, B, C khẳng định cho đây đúng. G là trọng tâm, B nằm giữa, A nằm giữa cùng phương. Thấy cho cái này đọc không? Cho kiểu như vậy mới khó ấy. Phải làm rất là nhiều câu ha. Mình mới biết được. Thì có là G là trọng tâm, tam giác ABC. Là các bạn không thể nào các bạn làm một đáp án được, kiểm tra hết đó. XG, XA, XB, XC chia cho 3. 1 cộng cho trừ 2 cộng cho 7 chia cho 3. Đây là 8. 8 trừ 2 là 8, 8 chia 3 là 2. YG, YA, YB, YC chia cho 3. 1 cộng trừ 2 cộng 7 chia cho 3. Đó, thì đã thành ra là 2. Thì G là 2, 2. Đúng không? Trọng tâm tam giác ABC. G là 2, 2. Đúng rồi, đúng không? Rồi, cái đề gốc là cái gì? Rồi. Rồi, nha. À, cho ABC như thế. Rồi, G là trọng tâm tam giác ABC. À, cái bài này nếu mình chọn câu A là bị nó sai. Đố bạn định làm sai. Bởi vì có thể là 3 điểm thì thẳng hàng. Cho nên nếu nó thẳng hàng là mấy bạn chọn là sai liền. Nên bài này phải cẩn thận. Thẳng hàng là không có trọng tâm. Hiểu không? Thì bạn chết chưa cho thẳng hàng mà, đúng không? AB nè, tính AB rồi nè, thấy trùng nhau thấy chưa, là trừ 3 nè, à, trừ 3 và AC bạn này nó dài nha, là 7 trừ 1 là ra 6, 6, đó, thấy tỷ lệ như không, tức là trừ 3 bằng 6 á, bằng 6, trừ 3 trừ 6, trừ 3 trừ 6, cho nên hai vectơ cùng phương, cho nên là ABC sẽ thẳng hàng cùng phương nha, và ABC sẽ thẳng hàng, thẳng hàng là không lập thành được tam giác, và ABC không lập thành tam giác, à, cho nên G là trọng tâm giác ABC là không thể. Đó, cho nên A loại. Đúng không? Tại vì ABC thẳng hàng cho nên không còn, tức là nếu mình ghi gì nè, ABC không lập thành tam giác. Cho nên suy ra trọng tâm G, trọng tâm G không tồn tại. Đấy, à, cho nên suy ra A loại. Câu B, B nằm giữa A và C. Giờ muốn biết B nằm giữa A và C thì mình thấy nè, ta biến đổi nè. Beta AC mình đem số 6 ra là bằng 1, 1, đúng không? Rồi, sẽ bằng là còn cái B này nè.
mình đem số trừ 3 ra cũng còn lại là một không. Đó, vậy mình suy ra vector AC á, nó bằng AC là biến đổi 6 là mình tách thành là trừ 2 nhân trừ 3. À, nhân cho trừ 3 nữa là trừ 6 đồng ý nha. Nói chung là mình để trừ 2 vector AB là mình hiểu rồi. Cho nó nhanh. Đó, chia ra vector AB với AC là một hướng. AC đúng không? Và vector AB là không, mà vector là mình trừ vector kia. Ngược hướng. Mà ngược hướng thì sao? Thì suy ra nếu mà cùng hướng nha thì khác, còn AB với AC mình một hướng thì A nằm giữa, A nằm giữa B và C cho nên đáp án B loại luôn đúng không, tại vì mình đã kêu B nằm giữa A và C. À, còn C, A nằm giữa B và C là C đúng. À, câu D, A, B, C ngược hướng là sai luôn. D sai. Thì A, B, C là cùng ngược hướng hay là cùng hướng nhé. Trên mình chứng minh rồi đó. Thấy bài này thấy nó bảy không? Thì mình sẽ chọn đáp án này gì? Chân sớm vô là chọn câu A là lên được. Chọn câu C. Rồi. À, giờ ta đi vào câu 2. Trên đường tròn ô cho 12 điểm phân biệt, từ các điểm đã cho có thể lập được bao nhiêu tam giác? Từ các điểm tứ giác, tức là mình lấy ra 4 điểm bất kỳ thì mình chỉ có được duy nhất một tứ giác đúng không? Vậy số cách chọn là bao nhiêu tứ giác thì mình sẽ chọn ra 4 điểm từ 12 điểm này. Số cách chọn để giống như mình đi tới quận nhất phải đi từng giai đoạn nha, số cách chọn ra 4 điểm bất kỳ là C 12 nhân 4 từ 12 điểm ha. À, nhưng mà 4 điểm là ví dụ vector là mình xếp được hình 2 nha. Đúng không? À, tức là nhưng mà tứ giác thì chỉ có một thôi. À, từ 4 điểm số số tứ giác lập, số tứ giác lập từ 4 điểm trên là một thôi, vậy số tứ giác được tạo thành là rất là làm theo bài bản nó là như vậy. Còn có nhiều người ta làm cái trên hiểu ha, tại vì nếu mà vector là bạn sẽ lấy hai điểm mà bạn nói không nói hai vector là sai, tại vì vector nó có phân biệt theo điểm gốc và điểm ngọn, còn còn cái này là không phân biệt nha. Tứ giác là ABC hay tam giác thì nó không phân biệt rõ thẳng, không phân biệt chỉ có vector thôi, ta chọn nó là C nha. Rồi ta sẽ đi vào câu 3. Hệ số của x bình trong khai triển. Rồi, 2x trừ 3 mũ 4. Thì mình sẽ dùng cái công thức đó, C4 chập con à, A mũ 4. Tức là ở đây đúng là phải ghi 2x cộng trừ 3 mũ 4. À, C CN C 4 chọc không đúng không? A mũ 4 rồi C 4 chọc 1 A mũ 3 B C 4 chọc 2 A mũ 2 B bình C 4 chọc 3 A B mũ 3 C 4 chọc 4 B mũ 4 C4 chọc không là 1, 2 mũ 4 là 16, x mũ 4.
C41 là 4, 23 là 8, tiếp chuyển 3. Rồi, C4.2 là 6. Đúng không? 2 mũ 2 là 4, tức bình trừ 3 bình là 9. C4.3 cũng là 4. C4.1 là 4. Đây là 4 đúng không? Rồi. Và C4.2 với bằng 6. Đây là 4.2. Rồi, 4.3 bằng 4. 2x trừ 3 mũ 3 là trừ 27. 4.4 là 1, 3 trừ 3 mũ 4 là 61. Và nhân cho 16 x mũ 4 trừ 32 nhân cho 3 là 96 đúng không? Rồi, 96 x mũ 3 rồi 24 nhân cho 9 216 x bình rồi, trừ 8 nhân cho 27 216 x còn 81. Đó, mình sẽ ra hệ số x bình trong phép chuyển là 216. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Chúng ta đi vào câu 4. Trong hệ trục tọa độ oxy, phương trình tham số của thẳng đi qua hệ AB rất là dễ. Mình chọn điểm A hoặc là điểm B trong cái đáp án này để cho vừa A vừa B, chỉ là vectơ chỉ phương phải không? Điểm vectơ chỉ phương trước. Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là U bằng vectơ AB. DB chữ A, 2 chữ 2 là 0, 5 chữ chữ 1, 6. Mình đem 6 đem được chung, còn 0 với 1. Nhưng mà trong đáp án này cũng có 2, 0, 6 luôn. Đây là đáp án B không? Cũng có 0, 6, hay 1, 6 chứ. À, như vậy ở đây là sẽ chọn hành là đem 6 ra ngoài, 0, 1. 2 mình chọn U là 0, 1. 01 là có đấy nha. Chúng ta thấy là đáp án là D rồi, được chưa? Rồi vậy chúng ta đi qua điểm nào, bài này cho đọc đấy nha. Tức là ở đây chúng ta thấy những cái vector này là loại đúng không, thì cái này là đúng thôi, nhưng mà cái điểm đi qua không phải là 2, 3. À, ở đây không có điểm 2, 3 được chưa, cái đề gốc của nó là 2, 3. Vậy làm sao biết cái điểm 2, 3 này? Thì mình sẽ tìm phương trình tổng quát để mình chọn x bằng 2, y bằng 3, nhưng mà thầy sẽ kiểm tra lại cho thêm nè, mình hiểu ha. Tức là đi ra đường thẳng AB à, phương trình tham số của đường thẳng AB AB là đây x chọn xa đi ha, 2 là y nó bằng là trừ 1 cộng t thấy chưa, trừ 1 t. Nhưng mà tại sao cái đường thẳng này nó lại là không có trong đáp án, hay nó gài không? Tức là bây giờ dễ nè, mình thấy x luôn bằng 2 đúng không, chỉ có y này bằng này đúng không. Rồi coi lại câu 4 nha. Rồi 2, 3 đúng không, cái này 2, 3. Nếu thầy chọn y bằng 0 thì t bằng 2. Cái đề này nó bị nhầm đó bạn.
cái đề này, cái câu này này không phải là số 3 đâu. Còn mấy cái phước vết tâm tiếng này là sai hết nè, trừ 1, 6 là sai. 1, 6 là 1, 6 sai luôn. Hiểu không? Tại vì 2 chia 2 là mất rồi, 5 là 1. Đấy, bạn hiểu không? Cho nên ở đây á, cái này là do người ta ra đề sai đó, đảm bảo bằng luôn. Số 5 chứ không phải là số 2. Ra đề ẩu á, hiểu không? Rồi, cho nên đây mình sẽ chọn đường thẳng AB đi qua điểm B. À, vậy mình chọn này là số 25 nha. Rồi. Ở đây tại sao lại chọn được trừ 1? Đó em thầy đem số trừ 6 ra được. Thì nó còn là trừ 1. Hiểu không? Là 2U. Đường thẳng AB đi qua điểm B. Đó, có cái ta chỉ phương chọn cái này nè, cho nên thành dấu trừ đây nè. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Rồi, câu 5. Tìm khẳng định đúng tập cho tập hợp A gồm N phần tử, N là số tự nhiên thỏa mãn N lớn bằng 1 và K là số tự nhiên thỏa mãn. Hóa tập hợp K gồm N phần tử lấy từ N phần tử tập hợp A, tức là từ N chọn ra K, không có sắp gì là dùng tổ hợp ha. Thì câu này là câu B theo như lý thuyết chưa? Rồi. Ta đi vào câu tiếp theo. Câu 6. Cho hệ trục tọa độ oxy cho hai vectơ góc giữa hai vectơ, góc giữa hai vectơ là có thể là góc lớn 90 nha, còn đường thẳng thì là nhỏ 90. Mình lại bán góc giữa hai vectơ. À. Dùng công thức cosine của vectơ A với vectơ B mà là vectơ A nhân vectơ B chia độ lớn vectơ A nhân độ lớn vectơ V. Rồi lấy 1 nhân trừ 2 cộng không nhân 2 chia căn 1 bình cộng không bình trừ 2 bình cộng 2 bình. Thì trên ra trừ 2 và dưới ra căn 1 dưới căn 8. Căn 8 là 2 căn 2. Rút gọn là trừ căn 2 chia 2. Rồi vẫn ship code trừ căn 2 chia 2. Đó. Ra là 135 độ ha, góc những hàng này là 135 độ. À, giờ mình chọn đáp án là A. Rồi, ta đi vào câu số 7. Có ba cuốn sách toán khác nhau và bốn cuốn sách vật lý khác nhau. Họ có bao nhiêu cách chọn một cuốn sách trong số các cuốn sách đó? Dễ, có thể dùng cái cộng là ra rồi, đúng không? Để vậy, số cách chọn cuốn sách trong các cuốn đó là cái nào cũng được, đúng không? Ba cộng bốn là 1/7. Rồi, bạn chờ thêm 1 phút cái nhà uống nước cái nhà. Ừ. Rồi, thì mình sẽ chọn đáp án là A. À, ta đi vào câu 8. Trong một lớp học có 20 học sinh nữ, 15 học sinh nam, hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh làm nhiệm vụ lớp trưởng, lớp phó, bí thư, tức là hiểu sao? Trong đây đúng không?
ba học sinh nào cũng được, thì trong đây có 35 đứa, chọn ra ba đứa nhưng mà sau đó mình sẽ sắp vô ba chỗ, tại vì nó có phần cái này là khác nhau nè, cái chức vụ khác nhau, cho nên mình sẽ dùng lệnh chính để họ được chưa. Đó, cái chọn càng tìm là A tổ hợp là mình chỉ chọn chứ mình không có sắp xếp, chỉnh hợp thì mình phải sắp xếp ha. Chúng ta chọn án là D. Được chưa? Rồi, thế bây giờ câu số 9. Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu hành động thứ nhất có mặt cái thực hiện, hành động thứ hai có là cái thực hiện. Thì số cách thực hiện công việc đó quá dễ đúng không? Quy tắc nhân. Tức là chúng ta không thể hoàn thành công việc này là một cái ra được nếu không qua nhiều giai đoạn đó. Cho nên chúng ta dùng M như là cách quy tắc nhân. Đáp án B. Rồi, cho đi vào cầu giấy này, cấp 2 nó giỏi lắm rồi. Cái đề mà toán của cấp 2 khó, cấp 3 thì nhìn chung cũng tốt. Trong hệ tọa độ oxy, phương trình tổng quát của đường thẳng D đi qua A và vuông góc với đường thẳng này, thì vuông góc với đường thẳng này thì vectơ chỉ phương của con này là vectơ góc tiến của con kia. Giờ chỉ cái đường thẳng A này nè, thẳng này ta lại có vectơ góc tiến. Tập hợp tiến là như thế nào? Đó là N. Đó, nó bằng là 3 trừ 2. Đúng chưa? Thì mình suy ra đường thẳng delta có vectơ chỉ phương. Đó. LU, mình đổi tọa độ thêm một dấu trừ. Thì ở đây đổi tọa độ lại thêm dấu trừ là 2, 3. Đó. Vì cái đường thẳng delta, vì đường thẳng D vuông góc với delta, với đường thẳng delta nên đường thẳng D có vectơ phát tiến. Phát tiến là N. ND là này là N delta đi. Rồi. Chưa? Cái này là U delta chỉ ND của mình. Sẽ bằng U delta. Đấy. Hiểu không? Rồi, đường thẳng D vuông góc với đường thẳng delta nên có D có vectơ phát tuyến. Và chúng ta chia ra phương trình tổng quát của đường thẳng delta có dạng D có dạng D và 2x cộng 3y cộng C bằng 0. Chúng ta lấy cái điểm A thuộc vô đường thẳng D giải ra C là xong. Cái bài này làm hoài nha, làm không biết bao nhiêu lần, nói chung là làm viết mình thấy nó dễ. Thì A mình thay bằng x thay bằng 1, y thay bằng trừ 2. Vậy C đây là bằng 4. Đó, vậy mình kết luận về phương trình tổng quát. Phương trình tổng quát của đường thẳng D là 2x cộng 3y cộng 4 bằng 0. Thì chúng ta chọn đáp án B. Ta đi vào câu số 11. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thì ở đây nó cho vừa cộng mà vừa trừ nữa đúng không? Đấy. Vừa cộng vừa trừ. Thì bây giờ cái bài này nó chúng ta làm thì chắc có lẽ là chúng ta phải làm hết vừa cộng vừa trừ nha. Ví dụ có cái nào đúng để cái đó được chưa, chúng ta có tiếp cộng y cũng năm và C5 chấm không ít mũ năm C5 chấm một ít mũ bốn C5 chấm hai ít mũ ba y
Bình đấy, C5 chấm 3 ít thì ít bình thì vượt qua C5 chấm 4 ít thì vượt 4 C5 chấm 5 ít thì vượt 5 thì vượt 5 rồi C5 chấm 0 nó là 1 ít vượt 5 C5 chấm 1 là 5 ít vượt 4 thì 5 chấm 2 là 10 ít 3 thì vượt 5 chấm 3 cũng là 10 nè ít bình y mũ 3 5 chấm 4 đó là 5 ít y mũ 4 trên 5 chấm 5 là 1 rồi nhân ra ít mũ 5 nè cộng 5 ít mũ 4 y 10 ít mũ 3 y bình 10 ít bình y mũ 3 5 ít y mũ 4 cộng y mũ 5 thì ta thấy có đáp án phù hợp rồi nè, đáp án C. Còn mấy người kia thì có lẽ là cũng bị lỗi ở chỗ nào, ví dụ cô A đúng không, thế là cô A còn trừ cái này dấu cộng mới đúng, trừ cộng trừ tức là hai dấu cộng, còn cô B này sai rồi, cô D này cộng trừ xen kẽ, cộng trừ cộng, cô D này nó sai là ở chỗ nào, nó sai cộng này, cái này dấu trừ, cái này dấu trừ hiểu không? Đây cộng trừ nó bị sai rồi đó rồi nha, tức là xen kẽ dùng chọn đáp án là có đúng là chọn luôn cho rồi C kiểm tra gì trừ đến mệt hiểu em rồi ta đi vào câu số 12 có bốn học sinh nam ba học sinh nữ và hai thầy giáo xếp thành một hàng dọc tham gia cuộc thi, họ có bao nhiêu cách xếp thành một hàng sao cho ba học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau và hai nhóm hai thầy giáo cũng đứng cạnh nhau, tức là sao tức là ở đây á có bốn nam đúng không, ba nữ hai thầy giáo rồi xếp hành dọc, nhưng mà có bao nhiêu cách xếp cho ba học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau và hai nhóm hai thầy giáo cũng đứng cạnh nhau thì chúng ta bó mấy người này lại đúng không, để hiểu không, rồi tức là ta xem như người ta xem hay nhớ ba học sinh nữ là một một bó học sinh nữ nói cho dễ ha, rồi tiếp theo là ta xem hai thầy giáo đó là hai thầy giáo là một bó thầy giáo đó. Nó chỉ bó nghe nó cực kỳ nhưng nó kể bó lại đúng không, chỉ tổng cộng là chúng ta hiểu nè, số cách tiếp bốn học sinh nam để cho nó không có rời nhau thì phải cạnh nhau đúng không? Cho cái tiếp bốn học sinh nam và một bó học sinh nữ đó. Và một bó học sinh nam là sáu người đúng không? Xem giờ sáu người đó bó ha, sáu giờ rồi. Nhưng mà mình sắp rồi nhưng mà trong nữ á, nó có ba nữ khác nhau cho nên mình đổi chỗ được cho nhau. Đó, số kết xếp số kết xếp là ba nữ trong một bó học sinh nữ là ba giây thừa đúng không? Số kết xếp hai thầy giáo ấu trong một bó thầy giáo là hai giây thừa à. Đó, vậy mình nhân lại là xong đúng không? Đó, vậy số cách tiếp cần tìm là sáu giây thừa nhân ba giây thừa nhân hai giây thừa và bấm máy ra sáu giây thừa
nhân 3 giờ thừa, nhân 2 giờ thừa, 8640. Cắt, chọn án B. Cảm ơn. Rồi, tôi sẽ đi vào phần đúng sai, yes, yes, true false. Nhưng mà bạn tiếng Anh là gọi là true false. Tiếng Việt đúng sai. Rồi. Ghi chỉ đúng hoặc sai thôi. Rồi. Một nhóm học sinh gồm 7 bạn nam và 9 bạn nữ. Trong đó có Lan và Hùng tham gia cuộc thi. Tức là Lan là đúng, đúng ra là phải nói Lan là tên tên gì nữ đúng không? Hùng là nam chứ lỡ có đứa không? Lan là nam thì sao? Thì đúng ra là này phải nói cho rõ. Kệ nói gì là tôi hiểu Lan là nam là nữ ấy. Nên chứ cái tên nhiều khi cũng có thể là đặt cho nam luôn các bạn. Nhiều người tên Lan cũng có đặt tên nam nữa đó nha. Rồi, số cách chọn 4 học sinh gồm 2 nam 2 nữ. Thì định nghĩa của A là đúng hay sai? Chọn thôi đúng không? Số cái chọn của học sinh gồm 2 nam 7 nam sẽ 72, 2 nữ 7 nữ cũng là sẽ 72 là đúng, hiểu không? Sẽ 9 x 2 thì là đúng, nhân là đúng. À, vậy mình sẽ ra đáp án là đúng. Đấy. Câu B. Một số cách chọn 5 học sinh sao cho trong đó nhất thiết phải có bạn Lan và bạn Hùng. Nhất thiết phải có bạn Lan và bạn Hùng. À, tức là phải có Lan và Hùng rồi, đúng không? Vậy ở đây chúng ta hiểu là sao? Chúng ta phải lấy là số cách chọn tùy ý trừ cho không có Lan và Hùng, đúng không? Thì trong đó nhất thiết phải có bạn Lan và Hùng. Đó, cái đó là hiểu không? Tức là số cách chọn. Là số cách chọn ha. 5 học sinh tùy ý. Đó là từ 16 học sinh. Chọn ra 5 học sinh. Để xem 16 cộng 5. Đúng không? Đấy. Là số cách chọn 5 học sinh. Không có Lan và Hùng. Trừ ra là còn 14 học sinh đúng không? Chọn ra 5. Thì mình lấy cái tỷ trừ cho không có Lan nhập học sẽ có Lan nhập học. À, vậy cho cái chọn à, cho cái chọn 5 học sinh nhất thiết có Lan nhập học. À, số cái chọn 5 học sinh có Lan nhập học là đã làm lấy C15 C16 năm trừ cho C bốn chục năm. Vậy số cách chọn cần tìm là đi ha. Cho nó gọn bài toán ở đó ghi hết cái câu nó dài thì cũng không đẹp. Rồi vậy mình lấy là 16 chục năm. Trừ cho 14 chục năm. Hai ba sáu sáu vậy đáp án là sai nha. Đấy. Rồi ta đi vào câu C. Số cách chọn 4 học sinh sao cho trong đó có ít nhất một trong 2 bạn là nam và học. 4 học sinh này nha, ít nhất một trong 2 bạn là nam và hùng. Thì mình sẽ lấy là tùy ý nè, chốt số cái chọn 4 học sinh tùy ý, mình trừ cho số cái chọn đúng không, không có nam à, và hùng, không có Lan và hùng, số cái chọn đúng không, không có Lan và hùng là thì ít nhất là có Lan và hùng đúng không, hoặc là số cái chọn không có hùng
hoặc là số kết rõ không có lan, được chưa? Thì nó sẽ là ít nhất là có lan dần, hiểu không? Tức là bài này chúng ta sẽ làm phương pháp như như thế đấy. Rồi. Hoặc làm trực tiếp cũng được, tức là có lan không có hùng không có lan, có lan và hùng luôn thì cũng đúng. À, thì chúng ta làm phủ định nó hay hơn là đó, cái trò bốn học sinh tùy ý là hay là C 16 cặp 4 đúng chưa? Rồi sau đó số kết chọn bốn học sinh không có lan, chưa, không có lan chỉ có hùng thôi. Đây, không không có lan và hùng, không có lan và hùng luôn là C4, C16 trừ cái hai đứa là C14, 4. Rồi số kết chọn 4 học sinh không có lan thôi, đúng không? Tại vì lấy tùy ý nè, trừ không có lan và hùng, đúng không? Đó, hoặc là trừ không có lan thì chỉ có hùng, không có hùng là có lan, còn không có lan và hùng đúng không thì sẽ ngược phủ định nó lại, các bạn hiểu không? Tức là ở đây mình để một tỷ nó gồm bao nhiêu loại, nó gồm nhiều loại nè, không có lan và hùng, có lan không có hùng không có lan, hoặc có cả lan và hùng chỉ mình tính. À, chúng ta chọn được chưa? À, tùy ý, trừ không có lan và hùng thì sẽ có lan và hùng, còn không có lan thì sẽ có hùng, không có hùng thì sẽ có lan, tức là nó sẽ có cả lan và hùng đó. À, có nhất là lan và hùng, hiểu không? Không có lan. Ê, sẽ đã có lan chứ. Không, cái bài này làm kiểu này là nó ít nhất là cái này mình hiểu câu B, coi là câu B nha. Ít nhất à, nhất thiết phải có lan và hùng. Thì ở đây chúng ta lấy tỉ ý, trừ không có lan và hùng, nhất thiết phải có bạn lan và bạn hùng, là hai bạn mới chung đó, chữ già. Thì lấy tỉ ý, trừ không có lan và hùng, được không? Hay là mình làm trực tiếp. Rồi, để đây coi lại cái này nha. Năm học sinh nhất thiết phải có lan và vậy đây thôi, làm trực tiếp cho nó hay hơn đó nè. Và mình chỉnh lên điều này đi ha. Hay còn lại đi. Và nói gì mà có hiểu hơn đó. Giờ năm số cách chọn năm học sinh nhất thiết phải có lan và một. Và gì số cách chọn. Hai số cách chọn. Để cho số cách chọn à. Rồi, Lan và Hùng trước. Không là một. Tại sao là một? Tức là chọn phải có Lan và Hùng. Ta chọn Lan và Hùng trước. Sau đó ta chọn ba bạn còn lại. Tức cái chọn ba bạn còn lại là chỉ là đến 16. Đúng không? 16 là trừ hai đứa ra còn là 14. Tức là C14. Chập 2. Ba 14 mình chọn nó 3 tức là 14 chấp 3, và đoán đấy là 14 chấp 3 đúng không? C 14 chấp 3 là 364. Nhất thiết phải có bạn là phải có là nhận. Rồi đúng rồi, cái nãy mình biết tại sao không? Thì nó là cái nãy nè, cái nãy là tùy ý nhưng mà mình chỉ trừ có lan và hùng, tức là trừ không có lan và hùng, không có lan và hùng thì sẽ có lan và hùng là cũng chưa đúng,
tại vì nó còn có thể là có Lan không có Hùng, và cũng có thể là có Hùng không có Lan, mình hiểu không, không thiếu cái trường hợp đó lắm. Rồi vậy gì mới đúng nha. Vậy nhậu á, vậy số cách chọn để cần tìm là anh lấy một trong ba sáu bốn là bằng ba sáu bốn chắc, thì dẫn lên anh là sai nhé. Rồi câu B, câu C, số cách chọn bốn học sinh trong đó nhất có ít nhất là một trong hai bạn Lan và Hùng, tức là mình sẽ chọn đầu tiên là số cách chọn, số cách chọn bốn bạn có cả Lan và Hùng, tức là có cả Lan và Hùng là một, Lan Hùng chọn một cách, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là sao, còn lại là bao nhiêu bạn, 16 trừ cho 2 là 14, 14 mà mình chọn ra hai đứa là C 14 chọn 2, hiểu không? Rồi C 14 chọn 2 máy ra 91. Rồi đó là trường hợp một, đó là hoàn thành nhiệm vụ rồi đó, đúng không, là có cả Lan và Hùng, số cái chọn bốn bạn nó bắt buộc phải có ít nhất một hay đứa, tức là số cái chọn có Lan nhưng không có Hùng, hiểu không, có Lan nhưng không có Hùng, tức là có Lan mà Lan là một cái chọn, đúng không, rồi sau đó chọn ba đứa còn lại mà không có Hùng, mà không có Hùng mà trừ con Lan nữa, được chưa, tức là ở đây C 14 chọn 3, tại vì sao còn lại là 14 đứa, Lan thì lấy rồi, Hùng cũng lấy, mở ra còn là 14, chọn ra ba đứa lại để C 14 chọn 3 chọn ra là 364. Rồi số cách chọn bốn bạn có Hùng nhưng không có Lan, cũng y chang luôn, hiểu chưa? Rồi đó, vậy số cách chọn cần tìm là thấy 91 cộng 364, 364 thì chưa có nhất một hai bạn đó, phải 91 cộng 364 cộng 364 rồi 819. Rồi, cái này là sai, hiểu không? Rồi câu D là số cách chọn năm học sinh có cả bạn nam và bạn nữ, số cách chọn năm học sinh trong đó có cả bạn nam và nữ, rồi có cả nam và nữ đúng không, năm học sinh có cả nam và nữ thì mình lấy tùy ý, mình trừ là chỉ có nam chỉ có nữ thôi thì mới có cả nam và nữ đúng không. Cái bài này phải làm cái phát gạo đó, có cái chọn năm học sinh tùy ý là C 16 chọn 5. Rồi, 16 chọn 5. 4, 3, 6, 8. Tùy ý nha. Rồi mình trừ cho chỉ có nam thôi. Số cách chọn năm học sinh còn nam, năm học sinh nam, ở đây có 7 nam và 5 nam, vậy là C 7 chấm 5. Rồi, 7 chấm 5 21 cách. Vậy đúng không? Số cách chọn năm nữ thôi là đây chín nữ, chọn ra năm nữ đây chín chọn năm trăm hai mươi sáu, tức là lấy tùy ý, mình trừ cho chỉ
chỉ có nam chỉ có nữ thì buộc phải có cả nam và nữ, hiểu ha? Để số kết chọn cần tìm là lấy 43 trừ 21 trừ 126 trừ 21 trừ 126 là 4221, thì đáp án này là đúng ha. Rồi chúng ta hoàn thành được câu một. Ta đi vào câu 2. Câu A. Thế nào đây? Hạng trong khai triển quy thức trên là đúng đúng không? Tức là chúng ta nhớ nè, A cộng B mũ N thì có N một số hạng. Anh cho nên mình suy ra 2x cộng 7 chia năm thì có 5 cộng 1 là 6 số hạng, thì mình dẫn đây đúng. A đúng. Rồi B. Hệ số của hạng tử chứa x trong khai triển của quy thức trên là hạng của hạng tử chứa x nha, 3290 thì khai triển ra chứ sao vậy, đúng không? Bài này không khai triển ra sao biết. C 5 chấm không, A 5, C 5 chấm 1, A 4, B C5.2, A mũ 3, B bình C5.3, A mũ 2, B mũ 3, C5.4, A, B mũ 4. Rồi C5.5, B mũ 5, C5.0 là 1, 2 mũ 5 là 32, x mũ 5, C5.1 là 5, 2 mũ 4 là 16, x mũ 4, 7 chia x, C5.2 là 10, và 2 mũ 3 là 8, x mũ 3, 7 bình là 49, x bình, C5.3 là 10, 2 bình là 4, x bình, 7 mũ 3, 343 chia x mũ 3, C5.4 là 5, 2x, 7 mũ 4, 2401 x mũ 4, C5.5 là 1, 7 mũ 5, 16807. Rồi, tính ra là 32 x mũ 5, 5 x 16 x 7, 560 x mũ 3, x mũ 4 chỉ để mũ 3. Rồi, 10, 80 nhân với 49, 3920 nhân với x là 40 nhân với 343 13720 13720 nhân 1 chỉ cộng với 240 10 1 chỉ thủ qua cộng 16807 1 chỉ thì mình suy ra hệ số của hạng tử chứa x là 3920. À, đúng chưa? 3290 cho đọc không? Cho kiểu này nhìn thi thơ là chết liền.
nó gài, này đúng không, nó gài cái kiểu mà gọi là nhìn thấy năn ná, thấy tưởng đâu đúng không, thấy cái đề của thằng Hà Nội nó cho gớm không, nó chơi đến mức độ vậy luôn. Nè. Hệ số của hàng tử không chứ ít trong khai triển cho là à, ta hiểu ha, không chứ ít à, ở đây là hệ số của hàng tử không chứ ít trong khai triển, hệ số hàng tử không chứ ít đề này đúng không, là không anh nói cái này là ít của năm nào đúng không? Cái vụ bố đúng rồi, vụ năm thì cái này nó không tồn tại, bạn hiểu không? Thì trong này thằng nào cũng có chữ ít hết trơn, bạn hiểu không? Thằng nào cũng có chữ ít hết, cho nên nó không tồn tại cái không chữ ít, cho nên hàng tử không chữ ít là không tồn tại, cho nên thì ra sai luôn. Cho nên rồi câu D, nó để số 14, số 14 biết đâu là số 14, nếu ngày tính ra này thấy không, thì A0, A1, A3, 4 và 5 thấy không, nhưng mà mình khôn nghĩa là mình chọn x bằng 1 là nó ra luôn ha, chọn x bằng 1 là tổng hệ số ra bằng 1 thấy không, ta có này nè, hai x bằng một vào khai triển cho ta được, tức là hai nhân một cộng bảy chia cho một cũng năm, cái kia một cũng mấy một đúng không, tức là a không a một a hai a ba a bốn a năm. Rồi thì cái cho cái tổng này là 590 49, 590 49, còn cái này là gì, 590 49, rồi tính ra này là 9 5, nói chung là cái này là 9 5. Rồi bấm máy là 9 5, 590 49 đúng nè. Rồi em dẫn đến đáp án này là đúng. Rồi ta hoàn thành được câu 2. Giờ ta đi vào câu 3. Cái đề này cũng chóng mặt luôn ha, cho nhiều lắm á, cái gì chỉ làm trong cái đề này mất rất nhiều thời gian. Cho một khoảng oxy cho hai điểm A, B, tìm tọa độ vectơ U và hai B cùng Y. Cho cái gì đúng không? Hai AB lấy B trừ A, không trừ hai là trừ hai. Đấy. Và ba trừ trừ một thành cộng một là bốn, y đó là một không, còn y là không một nha, thì đây nhân vô là trừ bốn tám cộng với một không, cái bằng là trừ bốn cộng một tám không bằng trừ ba với tám, đó là đúng, sẽ là đúng nha. Rồi câu B, biết tam giác ABD có trọng tâm là góc O, tìm tọa độ điểm D. Tọa độ điểm D là khi ta có nó. Trọng tâm là góc O, là O là trọng tâm tam giác ABD. Cái bài này nó nói gì thì chắc chắn là đây là tam giác rồi này. Được chưa? Thì cũng chưa chưa biết có phải là tam giác không nữa, đúng không? Tài liệu là nó hẳn hàng nữa, đúng không?
Nhưng mà mình thấy cái điểm A này, cái điểm A là cái điểm B nó nằm trên trục vành, à, trục tung. Điểm A nó cũng nằm trên trục tung và điểm O nằm trên, nó chắc chắn là không đáng nghe rồi, chúng mình không cần kiểm tra, hiểu không? Trục B là ít thì không nằm trên trục tung. Đấy. Còn cái điểm O là nó nằm trên góc giao giữa hai trung vành, và điểm này nằm ngoài thì nó không đáng nghe, nên mình không cần kiểm tra cái đó nha. Thì sẽ có là O là trọng tâm, O là trọng tâm đó. Tam giác ABD nên C là mình dùng công thức XO, công thức XO bằng XA cộng XB cộng XD chia cho 3 PO PA PB cộng ID chia cho 3, và các bạn thay vào XO mình là 0, XA là 2, B là 0. Ở đây IO cũng là 0, IA là trừ 1, IB là 3. Và mình xin giải ra XD với ID. Vậy đây, XD là bằng trừ 2, vượt qua chụp lại đấy không? Dễ mà. XD 3 nhân 0 là 0. Đó. Vậy hai cộng XD không, XD chuyển hai. Ở đây ID là bằng đây là gọi là trừ hai. Rồi vậy mình suy ra điểm D đúng không? Là tọa độ điểm D là trừ hai chuyển hai. Trừ hai chuyển hai gì là sai, cái đó nó trừ hai hai. Rồi, ta đi vào câu C. Tọa độ, tìm tọa độ điểm Y. Tọa độ điểm Y sao cho thằng này nó mặt Y là 1, 1. Thì sẽ có thằng này đúng không? Rồi, Y là lấy XA, XA trừ XY. Hiểu không? XA của mình là nhiêu? 2 trừ XY. VA của mình là nhiêu? Trừ 1. Đúng không? À, cái bài này nếu mà chúng ta làm nhanh đó là Y, nếu mà biểu thức này thì IA của B không, thì Y là trung điểm AB. Mình học từ 1 rồi, làm gì cho nó nhanh nhé. Thì là Y là trung điểm AB. Có tính chất của trung điểm, mình dùng thức trung điểm cho nó nhanh, khỏi dạy vectơ cho nó lâu. XD bằng XA còn XB chia cho 2. Rồi đây là 2 không chia cho 2 là 1. IA IA IB chia cho 2 là trừ 1 cộng 3 chia cho 2 là 1. Đó. Rồi vậy mình sẽ suy ra được điểm Y nó là 1, 1. Để yêu cầu đúng rồi, thì là chúng ta suy ra được đúng. Rồi, ta đi vào câu D. Câu D như thế nào đây? Đó là tọa độ điểm K của ô X sao cho độ dài AK ngắn nhất. Thì đã có K của X nè, K là X cây, K khỏi ghi cái đó cũng được. Ô X là nó mất Y, cho nên Y K nó bằng 0. Thì là K của mình là X K với 0. Rồi, mình tính độ dài AK là mình biện luận nó nhỏ nhất. AK mình lấy các X K trừ X A đúng không? XK XK là XK trừ XA là trừ 2 bình phương, YK là 0 trừ YA là 1, thì là 0 trừ 1 là 1 bình phương. Thì cái này quá quen ha, này lớp 9 là biết rồi, 1 bình là 1, thì cái bình phương này nó lớn bằng 0
cho nên nó lớn bằng không cộng một là bằng một. Thì dấu bằng xảy ra khi nào? À, là khi cái ruột bằng không, không định phương bằng không, khi là x k trừ hai bình phương bằng không, tức là đương đương x k trừ hai bằng không, đương đương x k bằng hai. Đó, vậy mình suy ra điểm K của mình đó là 2, 0. Mà nó cho là 0, 2. Sai. Rồi. Đúng chưa? Rồi, chúng ta hoàn thành câu 3. Rồi, ta đi vào câu 4. Thấy cái đề này là nó lâu quá bạn, không có dễ, không có nhanh được. Thà nó hỏi câu hỏi trực tiếp hoặc nó hỏi kiểu này là mình cũng phải kiểm tra hết tất cả luôn. Cái đề này. Hai như thế nào? Trong mặt phẳng tọa độ Y cho tam giác ABC có tọa độ trung điểm các cạnh BC, CA, AB lần lượt là vectơ mà là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB. Và không dễ hình ra, mọi người mình cũng không làm được đâu. Bắt buộc phải dễ hình ra. Cái gì lâu ha. Muốn làm hai đề này, cái tình hình này chẳng làm hai đề kiếm. Cái đề này nó dài quá. Rồi, à. B C à, ABC à, M à, trung điểm các cạnh BC M đây trừ một một N là trung điểm của CA là 3,4. B là trung điểm của AB 5,6. Rồi, giờ cái câu A nó hỏi làm sao? Nó hỏi rằng là vectơ mà là một vectơ chỉ phương của AB. Nhưng mà mình tính coi nó đúng hay không, nó cho vậy thôi, chỉ phương là đúng rồi nhưng mà có tính nó ra giống như hiểu không, chứ không phải là lấy cái vectơ đó. Ai cũng biết mà n là vectơ chỉ phương rồi đúng không, tính nó giống cái tọa ta có mà n. Lấy n trừ cho m đúng không, n là 3 trừ cho trừ 1 thành là 4, 4 trừ 1 là 3. Cái chỗ này bạn nói sai là bạn lên đường. Vì sao sai là lên đường? À, 4 3 tại sao sai là lên đường? Mn đúng không, 3 trừ cho 1 là 4, 4 trừ 1 là ra 3. Là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB. Trừ 4, 3. Trừ 4, trừ 3. Mà coi cái này góc lại nha.
m trừ 1 1 rồi b 3 4 rồi 5 6 rồi m n hiểu không? Ở đây á bạn có quyền đặt dấu trừ ra, nó thành là trừ 4 trừ 3, 2 là mình chọn dẫn được 2 mà n trừ 4 trừ 3 chưa. Hiểu ha? Là một vector chỉ phương của đường thẳng AB, đồng ý nha. M là trung điểm BC, N là trung điểm của CA và B là trung điểm AB, rồi là vector chỉ phương. Thật ra cái vector mà nó như thế này đúng không, nhưng mà mình chọn cái này mà mình nói đây là vector mà là sai, tức là cái vector chỉ phương của nó là được cái này thôi, còn vector mn không được cái đó, mình hình dung được không? Cho nên ở đây rất là nhiều bạn bị nó lừa, tức là vector mn là vector này, hai u là vector chỉ phương nè của đường thẳng AB, cho nên theta này là sai, tại vì m vector m là không bằng cái đó, vector m là bằng cái này, nhưng mà mình được chọn cái bộ này, cái bộ trong ruột này là cái trừ đi, bạn hiểu nha, nó lừa đó, tức là mình nếu mà mình học mình không hiểu cái bản chất của nó, mình nói mình hiểu cái cơ là cái trường nó bị đánh nó lừa. Ai cho em 1 phút ha, uống nước cái nha, bạn hiểu không, nó rõ không? Thấy cái đề dễ cho hay ha, bây giờ bạn tứ tùng rồi cô B đây là đường trung trực của đồ thẳng AB có hệ số góc là k trừ 4 phần 3. Cái đường trung trực của thẳng AB hệ số góc của đường thẳng là gì? Tức là y bằng ax cộng b, là a là hệ số góc, vậy chủ yếu là mình tìm ra được cái đường thẳng đó thôi. Đường trung AB là nó đi qua trung điểm của AB và vuông góc AB, cho nên ở đây mình sẽ gọi đi trung điểm của AB mình có rồi nè, là b phở đó, rồi b phở là đường thẳng AB, đường đường trung trực, đường trung trực delta đi, mình đặt cái tên gì ha cũng được, đường trung trực delta của đoạn thẳng AB đi qua điểm B phở là trung điểm của AB đó, và có vectơ pháp tuyến là vuông góc với cái đường đó là vectơ AB, nhưng mà mình thấy mn nó song song với AB cho nên mình chọn mn đúng không? Cho nên mình sẽ ra phương trình tổng quát đường thẳng delta có dạng 4x cộng b cộng c bằng 0, và mình lấy cái điểm b này thay vô, này nó thuộc vào delta, cái này là delta. Rồi chỗ này chỉ ít mình thay số 5, y mình thay số 6. Rồi 20, 4 là 20, 3, 6, 18, 20 với 18 là 38. Thì C nó bằng âm 38. Rồi vậy mình suy ra phương trình tổng quát của đường thẳng delta là 4x
cộng 3y cộng trừ 38. Không. Thì cái này mình tương đương 3y bằng là trừ 4x chuyển sang trừ 4x cộng 18. Tức là mình chia số. Chưa mình nhớ hệ số gốc là 5 9 đây ha. Đấy, tương đương delta y sẽ bằng là trừ 4/3 x cộng 18, 3 là 6. Rồi thì mình chia ra delta có hệ số gốc. Hệ số gốc là k bằng trừ 4/3. Thì ở đây nó cho k là trừ 4/3 thì là đúng. Hiểu ha? Rồi. Chúng ta đi vào câu D. Bài này đề này muốn làm nhanh cũng không phải làm nhanh được đúng không, cho kiểu mà kiểu này chứ cũng khó. Nói chung là mỗi bài nó đều có cái hay, đáng lẽ là làm hai đề. Cái tình hình này tôi nhìn tôi sơ tôi thấy là không kịp đâu nha. Yeah. Trong mặt phẳng OC cho tam giác ABC biết tọa độ trung điểm của ngoài cái câu C này, đường thẳng delta đi qua điểm M cắt trục OX, OY lần lượt tại EF. Thỏa mãn một chia OE bình, một chia OF bình đạt giá trị nhỏ nhất. À, phương trình đường thẳng là như thế này. À, cái đề góc đây. À. Rồi. Vì cái bài này là chúng ta không vẽ hình ra là chúng ta cũng không làm được, nhưng mà vẽ này bị nhắc đi nha, phải vẽ trực tiếp nên câu này mệt phải nhắc, tại vì đi thi sau này các bạn cũng đâu cần cái hình đâu, chỉ là giấy nhắc. Cái quan trọng là các bạn có làm ra được không, đáp án ghi vô chọn đúng sai không chưa. Yeah. Ở đây đây trục OC nè. Rồi cho ta nhé. Ok, chụp có gì đường thẳng delta đi qua điểm M, M của mình đây. À, điểm M là trừ 1 1 đúng không? Cái từ vẽ cho nó giống luôn. Kỹ nha. Cái điểm M của mình nó có tọa độ là trừ 1 với 1 là chỗ này. À, cắt OX, OY lần lượt tại EF. Đúng không? À, như vậy ở đây chúng ta vẽ đại đi chứ biết nằm ở đâu đúng không? Đây ví dụ cái đường thẳng này. Cắt OX, OY tại EF. Ví dụ như vậy ha. Delta OX tại E, OY tại F. Rồi, thỏa mãn một chia OE bình cộng một chia OE bình đặt cái gì nhỏ nhất. Cái này hay đó. Cái này bạn hiểu không? Một chia OE bình một cái là mình sử dụng thành thức lượng. Tức là nó bằng một chia OH bình. Cái này mà mình không nhạy bén, không có cái gì, cái gọi là cái kỹ năng kiến thức cấp 2 nữa đúng không, là bạn không nhớ không có thể thức lượng mà bài này đứt rồi. Một chia OH bình tức là thằng này đạt giá trị nhỏ nhất thì thằng này là min đúng không, mà một chia OH bình là min thì OH bình phải là max đúng không, thì đảo của nó mà. Đó, thì suy ra OH bình max thì OH max thì OH bình chẳng qua là bình phương thôi, tức là khoảng cách từ O đến H là lớn nhất. Đấy. Rồi khoảng cách từ O đến H lên lớn nhất thì bây giờ làm sao biết được cái đường thẳng này đây,
đúng chưa? Một chia OE bình cộng một chia OF bình là bằng đạt giá trị nhỏ nhất, mà một chia OE cộng một chia OF thì chúng ta biết là một chia OH, một chia OH mà nhỏ nhất, đúng không? Đấy. Khi nào đó, tức là dùng khoảng cách từ một điểm đến thẳng delta để tìm ra lớn nhất chứ, OH lớn nhất, hay không? Đường thẳng delta nó đi qua một điểm rồi nó có cắt thêm 20 này nữa đấy, tức là chúng ta dùng cái gì, dùng ba điểm thẳng hẹn, hiểu không ạ? Dùng ba điểm thẳng hẹn rồi là chúng ta giải quyết ra được, bớt đi chúng ta dùng một khoảng cách để biện luận rồi. Delta đi qua M cắt khối sau y để EF. Rồi, để nói vậy bạn hiểu ha. À, nhìn vô. Thì ta có đây. E. Ồ. Đúng không? À, OX là E đúng không? E OX. E thì OX. Đúng không? M cắt OX. Chỉ mình sẽ là IE nó bằng không. Nhìn xe là E đó là XE không rồi F một khối mắc X thì là XF bằng không, thì là F bằng không IF rồi. Thì cái đường thẳng nè, đường thẳng EF có dạng tức là theo độ chắn đó, là lấy x chia x e cộng nha y chia cho y e này, là nhớ cắt 20 tọa độ nó có cái dạng này rất là quan trọng nha, y chia y e đấy thì nó sẽ bằng là x chia e đúng không, cộng y chia y e nó sẽ bằng là một. Cái này cho coi là cái lý thuyết cho mấy bạn nguồn chuyện này không có gặp luôn á, không vậy chưa gặp chưa làm, cho nên mấy bạn nè, nếu đường thẳng delta cắt OX OY tại AB thì phương trình có dạng này, thấy không, nè quanh độ là cung độ là x chia a cộng y chia cho b bằng một, thì phương trình này gọi là phương trình theo đoạn chắn, được không? À, phải chưa? Rồi, đúng nha. Thì chúng ta sẽ có được cái gì? Ta có đó là M nó thuộc vô cái đường thẳng delta này. Đường thẳng delta chứ đừng dùng được, đừng có dùng F. Đường thẳng delta có dạng này. Rồi chúng ta lấy cái điểm M của mình đó, đây trừ một một cho nó thuộc vào delta, chỗ nào chữ x hai bằng số trừ một, ở chỗ nào chữ y hai bằng số một, được chưa, x hai bằng số trừ một, xe đây y hai bằng số một em. Rồi để đó đi. À để nó. Rồi chúng ta có tam giác kẻ kẻ OH vuông góc với EF, H thuộc EF. Ta tìm ra cái tam giác OEF vuông tại O. Không. Đó là phần tam giác OEF vuông tại O và có OH là đường cao. Vậy ha. Thì mình suy ra hai thức lượng một chia OE bình, một chia OF bình là đó nằm đó.
một chia H bình một chia H bình một AB bình một AC bình có một chia O H bình đó, cái này là hệ thức lượng nha. Rồi thì đó mình sẽ suy ra min đúng không? Đây là min nhỏ nhất ở này bằng min min một vô h bình và min một vô h bình đúng chưa, khi nào à, tức là ô h bình nó nghịch đảo với kia đó, đặt cái chuyện nhất khi thằng này đặt cái chuyện nhất thấy chưa à, min này sẽ bằng min này à. Tức là thằng này thì sẽ bằng là mắt là một chưa mình đặt cái gì nhỏ nhất khi cái gì đây, tức là mình hiểu nha, ở đây nó nói cái thỏa mãn này là đạt có đạt nha, chỉ nhất thì ô h một chưa h bình là nhỏ nhất á thì suy ra ô h bình khi viên này bằng này nha, khi ô h bình đó khi một chưa h bình là nhỏ nhất đúng không, à, bên này à, tức là nó kia là ta ghi cho nó gì cho nó dễ hiểu nè, à, này nhỏ nhất đạt cái gì nhỏ nhất cho nên suy ra một chia ô h bình đạt giá trị nhỏ nhất à, ta suy ra ô h bình để đạt giá trị lớn nhất đúng không? Tại vì nó khác bình nó nghịch tỷ nghịch với một vô khác bình này lớn nhất nhỏ nhất ghi cho lớn nhất đó vậy suy ra mà ô khác bình thì thêm bình phương vô giống như ô khác đấy là căn vô khác bình thôi cho nên ô khác đạt giá trị lớn nhất luôn hiểu không? Ô khác đạt giá trị lớn nhất rồi thì ô khác mà đạt giá trị lớn nhất thì ở đây chúng ta làm sao mà chúng ta giải quyết được ô hát là cái chỉ lớn nhất đây ừ. Ô hát đạt cái chỉ lớn nhất khi nào à. Ô hát đạt giá trị lớn nhất rồi cái bài này cũng khá hay là nó có nè ô em thấy này với như em đúng không, ô em ở đây này thì nó có ô hát luôn luôn bé mà ô em tại vì ô hát là cạnh huyền mà ô em là cạnh huyền của hát là cạnh một tu cho nên mắt của ô hát á sẽ bằng là ô em đó, tức là hát trùng với em đó, tức là ô hát mà lớn nhất khi hát nó trùng với em đấy, khi hát nó trùng với em hiểu không, tức là đường thẳng delta này nên sẽ nhận vectơ OM là vectơ pháp lý tại vì OH nó vuông góc với delta hiểu không? Đó, bài này hay lắm đó nha, nói chung là bài này đỉnh đó. Bài đã có nè, đã có là tam giác ha, à, tức là đã có là OH đúng không? Đường luôn bán mà OM, tức là lớp 7 mình học đó liên hệ giữa đường vuông góc và đường xiên hay là cạnh huyền cạnh vuông được giữa đường vuông góc và đường xiên đó, cho nên suy ra mắt vô hắn cho bằng là ô em khi nào khi hắn trùng với em trùng hay đúng không, nói chung nó cũng bình thường thôi so với lớp 12 thì mấy cái câu này không có lại ý nghĩa gì chứ. Những câu khác điểm của học sinh giỏi đâu nhìn còn gớm hơn này nhiều, rồi hắn trùng với em thì hắn nó sẽ có tọa độ là em là nhiều để em là
-1, 1. Vậy mình lấy cái vectơ em là vectơ pháp lý OH chứ, thì ta có là đường thẳng delta. Thôi vậy tôi khỏi viết phương trình đoạn trắng này cho nó dễ nha, bỏ đoạn trắng này đi, không cần thiết cái này luôn đúng không, không cần thiết. Và cái này thừa không cần, bỏ đó luôn. Thì cái đường thẳng delta đi qua em và có vectơ, đường thẳng delta đi có vectơ gì, có vectơ pháp lý đó là vectơ n, nó sẽ bằng là OH đó bạn, hay là OM, nên là nó bằng là OH, dùng OH hay là OM gì cũng được, OH đi. À, đây O là không không, vậy là đấy trừ H, chính H trừ không, chính H trừ không. Rồi đi ra đường thẳng delta, nhưng mà để gì xấu đó, đúng không? Hai, mình đã dùng cái này theo đoạn trắng, cái thằng này nó làm cái cách theo đoạn trắng thì bình thường hơn, hoặc mình chia xuống rồi khỏi cần nha. Đường thẳng nói chung là làm cách nào không biết thì làm cách khác miễn ra giống được. Đường thẳng delta đó, phương trình tổng quát đường thẳng delta có dạng là trừ x cộng y cộng c bằng không. Rồi chúng ta sẽ lấy cái điểm H thuộc vô hàng điểm em gì cũng được, bạn dùng điểm nào cũng được, hai nó trùng nhau mà. À, mình suy là x mình thay bằng trừ một, y thay bằng một. À, à, tương đương c nó sẽ bằng là trừ hai đúng không. Rồi mình suy ra phương trình tổng quát nên ta đó là trừ x cộng y, trừ hai bằng không. Mà để cho nó giống cái này đúng không, phải chia hai vế cho cái này, chia cho hai ha, tức là đây delta nè, chia cho hai để mà chuyển qua cái điểm chia cho hai, tức là đây x nè, chuyển ngược ha, trừ y delta nè, à, x trừ y bằng trừ hai. À, tương đương với delta chia hai vế cho hai cho nó giống, x trừ y chia hai, trừ hai chia hai đúng không. À, đây chia cho gì, chia cho trừ hai nó mới ra số một này, thì tương đương chỗ này tách nó ra, đó là x chia cho trừ hai cộng y chia cho hai bằng một, vậy là đúng không, y trừ hai y chia hai đúng hiểu ha, không đơn giản tí nào đúng chưa. Đấy. Rồi ta đi vào câu câu D. Làm nhiều viết thì tự động mình giỏi rồi. Chứ giờ nói tại sao mình giỏi thì mình phải làm cái đề những trường giỏi như thế này nè. Đó, thì mình mới giỏi được. Làm cái đề dễ dễ không? Không bây giờ mình giỏi. Có cố gắng học cỡ này cũng giỏi. À, vector có tọa độ là 4, 5 là vector chỉ phương của đường thẳng của đường trung tuyến kẻ từ A. Câu này chỉ dễ rồi. Đường trung tuyến kẻ từ A. Đường này nè. À, đường trung tuyến kẻ từ A.
Và sao đường trung tuyến kẻ từ A là sao mình biết được đường phương trình đường trung tuyến kẻ từ A? Đấy. Các bạn có cách nào để tìm được đường trung tuyến kẻ từ A? Thì bạn không hiểu đúng không? Bạn này không hiểu là thua là mình dùng hai vectơ. Mình sẽ dùng hai vectơ bằng nhau nè, vectơ BA, B phở A bằng MN để mình tìm được điểm A. Ha. Rồi có điểm A rồi mình mới viết phương trình được, mình dùng vectơ AM là vectơ chỉ phương. Hiểu không? Chúng ta có. Chúng ta dùng tính chất của những vectơ bằng nhau á. Lại đây chúng ta dùng vectơ là BA, B phở A bằng vectơ MN. B phở A mà lấy x A chữ x B phở y A chữ y B phở MN. Lấy n chữ m 3 trừ trừ 1 là 4. 4 trừ 1 là 3. Mình đồng nhất với nhau cho cái đầu bằng cái đầu, cái đuôi bằng cái đuôi. Và đây mình giải là x a y a, x a đây là chính, y a đây là chính luôn. Ai mình nói lại là ở đâu chính luôn, y a là chính đấy. Thì mình suy ra điểm A là chính chính. Rồi, suy ra cái đường thẳng. Đường trung tuyến kẻ từ A là đường trung tuyến A, AM. AM có vectơ chỉ phương. Đó là U. U là bằng vectơ AM. Yeah. Có thể nó chọn vectơ khác. AM. Mình lấy m trừ a trừ 1 trừ 9 ta ra nhiêu? Rồi trừ 1 trừ 9 ta ra trừ 10, 1 trừ 9 là ra 8 đúng không? Rồi ở đây thấy nó 4 5 đúng không? Thì có tọa độ là đem cái số gì ra, cái số trừ 5 ra, đem ra trừ 2 ra, trừ 2 ra đúng không? Thì còn lại là 5 chia trừ 4, 2 mình chọn. Đây là vectơ chỉ phương nha, nếu mà vectơ phát tuyến là đúng đó. 2U là mình chọn nó là 5 trừ 4, chứ không phải là 4, 5. Hiểu không? Nếu mà phát tuyến đổi tọa độ là thêm dương trừ là 4, 5 là đúng đó. Thì mình dẫn đến đáp án này là sai. Nó như thế chưa? Đó là bạn thấy những đúng sai nhiều người nó dễ đúng không, dễ lắm, bước vô làm đi. Thấy mấy cái câu nó chua quá đúng không, cho gà bẫy tứ tung yếu yếu vô là bị ra liền, đánh đại là không có điểm đâu. Rồi thì bây giờ câu một tự luận trắc nghiệm trả lời ngắn, tức là nó cho mình cái chấm chấm cái khung đó mình điền đáp số vô. Cái này thì chung là đấy, cái trường Trần Phú ở thành phố mình nó đã làm từ lâu rồi, mấy trường kia là ít chưa có thấy, hình như là nó biết trước rồi. Nó biết trước là sau này cái hướng tương lai nó sẽ như vậy, bởi vì đã tôi giải cái đề Phú nó thấy sự ngộ ngộ, tự nhiên nó cho điền đáp án vô. Tôi cũng chưa hiểu tại sao sau này mới biết được là một số người ta đã biết trước cái này điều này từ lâu rồi. Và cái tương lai người ta thấy ở nước ngoài hay đâu, hay cái trong một cái cuộc thi gì đó giống như là đánh giá năng lực gì đó, người ta biết cái đó người ta bắt chước, bây giờ là bắt đầu nó chiếu xuống làm cho thi đại học luôn. Trong một khoảng tọa độ oxy cho 3 điểm tọa độ điểm D, hỏi mạng điều này thì dễ rồi đó. Đi vô xong rồi, cái này số 2 nằm ngoài chứ không phải nằm trong, để máy nó bị lọt phút chậm. Ở đây 2 BD lấy D trừ B, D D là nhiêu, x D trừ x B là không, khỏi trừ,
ID. Trừ IB. Ở đây là 5. DC lấy IC trừ XD. Và IC không trừ ID là trừ ID. Và mình nhân vô 2XD. 2ID trừ 2. À, 5, 15 trừ 5XD. 15 trừ 5XD trừ 5ID. Và mình đồng nhất với nhau. Đồng đầu đuôi mình đuôi là mình giải ra. À. Rồi 2D 15 trừ 5XD và 2ID trừ 2 trừ 5ID. Ở đây tôi giải ra đây là 7XD bằng 15. XD là 15,7. Rồi 7 ID bằng 2, ID là 2,7. Đúng không? Rồi. Thì mình suy ra điểm D đó là 15,7 2,7 mà D nó là AB thì A nó là 15,7 B nó 2,7 thì mình tin từ đó mình lấy suy ra A cộng 3B 15,7 3 x 2,7 3 x 2 là 6 6 x 15 là 21 21 phải là ra 3. Rồi thì chúng ta điền vô cái khung đó là 3 đáp số. Mình điền vô ha, nữa đi thi nó sẽ có cái khung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số có dạng này? 5 chữ số và thỏa mãn A1 lớn A2 lớn A5. A1 lớn hơn 5 chữ số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số nhưng mà nó không có nói khác nhau đúng không? Không nói khác nhau. Cái bài này nó không cho khác nhau mới hay. Để còn cái đề gọi vậy. À, đúng rồi. Không khác nhau. Như vậy ở đây nó lớn hơn thuộc nó phải khác nhau, nó cho rất là hay, tại vì thằng này lớn này lớn này lớn này nè đó. Là nếu nó xảy ra dấu bằng thì nó mới quyền trùng nhau nhưng mà nó cho gì là khác nhau và rất là nhiều học sinh đọc cái này không hiểu. Hiểu chưa? Tức là mình sẽ chọn ra năm số bất kỳ, mình xếp cho năm chỗ thì chỉ có một cách xếp thôi, tức là chọn ra năm số tiếp theo thứ tự từ lớn đến bé, mà từ lớn đến bé thì buộc cái A1 này không thể số không được tại vì năm số khác nhau. Mình hiểu chưa? Đó, bài này rất là hay nha. Tức là chúng ta sẽ chọn ra năm số trong bộ này. Đó. Chốt cách chọn ra năm số từ từ bộ từ các chữ số trên là C, đúng không? Ở đây có bao nhiêu số? 2, 4, 6, 8. Tức là C8 chấp 5. Đó, cách. Nhưng mà khi mà mình xếp vô theo thứ tự từ lớn đến bé thì chỉ có một cách xếp thôi. Số cách xếp theo thứ tự là một thôi. À, vậy số cách tốt cần tìm là
lấy C58 nhân 1 đó, thấy không? Thấy cái gì tôi dạy là rất là căn bản, rất là nền tảng, dễ hiểu lắm. Còn như mấy bạn mà không có căn bản nền tảng, bạn học tập cái gì giờ cũng khó. Nhiều người dạy chứ không, bạn không hiểu đâu. Rồi 56. Đấy. Rồi thì đáp số là Pythysis 56. Được ha. Và ta đi vào câu số 3. Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 6 đã lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đơn một khác nhau, mà trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 5. Tức là chữ số 5 phải có mặt, không có số 0 thì cũng dễ đúng không? Rồi, 5 chữ số đơn một khác nhau. Thì cũng bài này cũng bình thường thôi, không có gì khó ha. Thì mình gọi đó, ABCD E là số cần tìm. Hay là gọi cái này luôn đi cho nó nhanh, làm biết ý kia nha. À, số cần tìm. Được chưa? Rồi, thì 5 chữ số khác nhau mà bắt buộc phải có chữ số 1. Vì chúng ta sẽ số cách chọn, chúng ta chọn số 1 chứ nè, số cách chọn chữ số 1 là 1 phải đúng không? Không chữ. Nên làm bài bản nó là như vậy đó. Rồi sau đó mình phải chọn bốn số nữa. Là từ năm số này là chọn ra bốn số mới đủ 5 chữ số khác nhau đúng không? Số cách chọn bốn số còn lại là không, còn lại là C5 chập 4 là mình đủ 5 số rồi đúng không? Tức là mình vừa có một vừa bốn số còn lại, sau đó giống như đi tới quận nhất vậy đó. Và 5 số là mình sắp vô 5 chỗ à. Chốt cái ship 5 số vào vị trí 5 số trên à. Vào 5 vị trí là 5 giây thừa đúng không? N người sắp vô N chỗ đó. Đó. Vậy số các số cần tìm là 1 nhân cái gì? C5 trừ 4 nhân 5 dây thừa. Bấm máy ra. C5 trừ 4 nhân 5 dây thừa. Rồi. À, 800. 600. Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp ghi được số là 800. Hiểu nha. Rồi, câu 4 cho A như thế này bằng này, khi đó A bằng bao nhiêu? Cái này nói chung là nó dùng công thức tổng quát, cái trường này cũng giỏi đó, nó dùng luôn cái công thức tổng quát luôn. Cái tổng quát là như thế nào nó phải có A công thức tổng quát nha, tức là A cộng B mũ N sẽ có cho em riêng là A mũ N đúng không? CN trừ 1 A mũ N trừ 1 B CN trừ 2 A mũ N trừ 2 B bình. Những cái trường chuyên, trường giỏi ấy, nó cho dùng công thức tổng quát này. Hiểu này ha. À. Sao mà biết được mấy này thì bạn hỏi là sao thầy biết được cái gì, thầy cũng biết nhiều quá vậy. Bởi vì thầy đó giờ thầy dạy, thầy học rất là nhiều thầy mới biết được bạn, chứ không phải là tự nhiên tôi biết đâu. Tôi chơi là vô là bị gãy liền, bí liền. Chung là mình phải học nhiều rồi mình mới trải nghiệm, rồi mình mới nhớ hết cái đó mình mới làm được, còn không có giờ làm được. Các bạn đừng tưởng thầy cô nào cũng biết hết, không có đâu, ít lắm. Đa phần là thầy cô là sao gọi là chuẩn bị trước không đó, chứ còn nếu mà đưa mấy cái đề ngang không có cái đề chuyên xin dỗ rồi là bí như thường. Rồi thay ở đây đúng không, cái chữ nghe này thì trùng nên tôi sẽ chọn cái chữ ít y đi cho nó khác cái ha, là ít để cho các trường hợp bị trùng với ký hiệu thôi, hiểu không? À, bạn thấy đây số 5 này, mình coi cái phía cuối cùng nữa nè.
với cái cuối cùng này nè, TNIN là mình chọn Y bằng 5 đúng không? Nhưng mà mình coi cái đầu nè. Đó, với cái đầu này nè, mình muốn con này nó mất đi thì chọn x bằng 1. Đó, hay không? Tức là mình thay x bằng 1 và y bằng 5 vào khai triển chơi. Ta được. Đó, làm gì thì nó quen rồi chứ mình hỏi rất là khó nói nha. Đó, mũi n thì nó còn, tức là cn nhập 0, đúng không? 1 mũi n, cn nhập 1, một mũ gì cũng mà chính nó đúng không, 5 c là chấm 2, một mũ n là trừ 2, 5 bình c là chấm n, 5 mũ n thì cái này chính là 6 mũ n. Còn bên bên phải này nè chính là cái vế này nè, hiểu không? Đó. Chưa? À, cái vế đó người ta cho mình là bằng a mũ n. À, gì đồng nhất cái mũ với nhau, bỏ mũ đi thì a nó sáu rồi, chọn cho nên chọn đáp số là sáu. Rồi đi vào câu năm. Năm thế nào? Ừ. Có hai học sinh lớp 10, hai học sinh lớp 11 và bốn học sinh lớp 12 xếp thành một hàng dọc. Sao cho không có hai học sinh lớp 12 nào đứng liền nhau? Rồi, họ có bao nhiêu cái xếp như vậy? Sao cho không có hai học sinh lớp 12 nào đứng liền nhau? Bài này cũng hay ha. Là sao? Có hai học sinh lớp 10, hai học sinh lớp 11, bốn học sinh lớp 12. Bài này phải đem này nhắc ra mình phải biết được. Lớp 10 đúng không? Là 2. Lớp 11 đúng không? Là 2. Lớp 12 là 4. Tiếp thành một thằng dọc, dọc thằng ngang gì cũng vậy thôi. Sao cho không có hai học sinh lớp 12 nào đứng liền nhau? Rồi. Không có học sinh nào đứng liền nhau. Và bây giờ, ví dụ bây giờ chúng ta xếp lớp 12 trước đi ha. Bốn đứa xếp vô bốn chỗ thành hàng dọc trước. Và lớp 12 nè, tôi cũng chưa định hướng được cái cách nào hay nhất, là tôi cho màu đỏ đi, cho bốn đứa lớp 12 như thế này đúng không? Rồi bốn đứa mình đầu tiên mình sắp bốn đứa trước cho nó đứng vô hàng dọc trước, là có bao nhiêu cái sắp là bốn dây thừa đúng không? Bốn dây thừa bốn chỗ. Rồi sau đó còn bốn đứa còn lại mà để cho nó không đứng liền nhau thì buộc nó phải có ba đứa xen kẽ chỗ này. Rồi ba đứa xen kẽ chỗ này, còn lại một đứa có thể đứng ở vị trí này à, hoặc một đứa còn lại là đứng ở vị trí dưới này. Bây giờ bạn hiểu ha, là đứng ở vị trí nhất, tức là nó có hai trường hợp xảy ra, hiểu chưa? À, tức là đầu tiên bạn sẽ sắp 4 học sinh lớp 12 vào một hàng dọc trước. Sau đó bạn lấy 4 học sinh này, đúng không? À, bạn sẽ chọn, hoặc là bạn lấy đứa đứng giữa là bạn nhét 4 đứa 12 này đúng không? Có 4 đứa, bạn có thể nhét vô chính giữa một, tức là gì nè? À, làm gì nè, đầu tiên bốn đứa đúng không, rồi bạn lấy ba đứa, tức là trong chỗ này nè mình sẽ chọn ra ba đứa
rồi mình nhét vô ba vị trí, à, chọn và mình ship, à, ship vô ba vị trí này, buộc phải ship vô đi rồi tính sao. Rồi còn lại một đứa còn lại thì có bao nhiêu cái ship, có chỗ này ship được, chỗ này cũng được, nhét vô chèn vô chung đó, là có 1 2 3 4 5, rồi nhân lại là không, hiểu ha, hay không, quá hay luôn chứ. Rồi cho nên tôi nói rồi, cách thức không có được, sắp xếp này không có dễ tí nào đâu nha. Tổ hợp chỉnh học cái gì là rất khó, mà không có tư duy là không có học được cái loại này đâu, mà đi thi năm nào cũng cho 2 câu. Rồi tiếp, à, số các tiếp 4 học sinh lớp 12 vào một ngày dọc đầu tiên, số các tiếp 4 sinh vào dọc đầu tiên là 4 giây thừa. Rồi sau đó bạn chọn 3 học sinh, chọn 3 học sinh từ 2 học sinh lớp 10 và 2 học sinh lớp 11, là 4 mà chọn ra 2, hay là 4 mà chọn ra 3 là chia 4 cho 3. Cách chọn, rồi sau đó bạn tiếp vô 3 vị trí chính giữa là 3 giây thừa đúng không, tiếp 3 học sinh trên xen kẽ vào các vị trí ở giữa 4 học sinh lớp 12 là 3 giây thừa. Rồi 1 học sinh còn lại đúng không, số cách tiếp 1 học sinh còn lại vào các vị trí chính giữa học sinh lớp 12, chính giữa những học sinh lớp 12 hoặc là hai bên. Hỏi như cái này bạn không hiểu ha, cho cách tiếp 1 học sinh còn lại là, tức là mình nhìn hiểu hình biết nha, đó là 5 vị trí xanh nè, được chưa, nhét vô đâu cũng được ha, miễn nhét vô đâu thì 12 này cũng đảm bảo là không có đứng gần nhau được, là có 5. Mình nhân lại, được chưa, đó 5. Vậy số cách xếp cần tìm là, cần tìm là 4 giây thừa nhân t 4 cộng 3 nhân 3 giây thừa nhân 5, và bạn lấy là 4 giây thừa nhân t 4 cộng 3 nhân 3 giây thừa nhân 5, 2880. Rồi, xin chọn đáp số là 2880. Rồi, ta sẽ đi vào phần cuối cùng. Tính là 2 đề thôi, làm 1 đề ha. Từ từng sau rồi, bây giờ là không kịp đâu. Làm cái là tới 6 giờ luôn. Rồi, tại vì gọi hôm qua thì giải cũng hơi trễ đúng không? Nó hơi bù qua bù lại nữa nha. Chứ các bạn không cảm. Rồi, để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng delta, để tham gia một đường thẳng delta hình văn 8 biểu thị tổng chi phí đơn vị triệu đồng để tham gia một phòng tập thể dục theo thời gian tập của một người, đơn vị là tháng, tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia tập thể dục với thời hạn 12 tháng. Thì dễ thôi, mình biết cái đường thẳng này đi qua, mình thấy x 12 thì bi vô trợ với e đúng không, rồi gọi đường thẳng delta, bài này quá quen ha, có dạng. À, đường thẳng delta này nó chắc chắn nó không qua đi qua điểm O, cho nên nó không có song song, cho nên nó luôn luôn có dạng là y bằng ax cộng b đấy, hiểu không, hoặc là bạn viết gì nè,
chỉ cho các bạn. À, đường thẳng delta có vectơ chỉ delta nha, đi qua hai điểm, đặt điểm A đi, x là không, y là 1,5, nó thấy chỗ đó 1,5 không, và b đó là x là 7, y là 5, đúng không? À, cho nên đường thẳng delta có vectơ chỉ phương, chỉ phương là u, u chứ mấy bạn khó, khó là mấy cái bài đẩy đó, xác suất đó mấy cái bài là luôn mình biết điểm rồi đó, cái đó mới là kinh điển, cái đó là thầy cô mà còn bí được nữa, học sinh nha, thầy cô đã kinh thôi là sai đó, không giỡn đâu, 7 trừ 0 là 7 đó, 5 trừ 1,5 là 3,5. Bài thiếu kinh nghiệm không có giải được cái bài đó đâu. Bài đường thẳng delta chưa có vectơ chỉ phương pháp tiến nên là nó tọa độ là thêm chữ trừ vô đó là 3,5 trừ 7, đúng không? Thì ra phương trình tổng quát của đường thẳng delta đó có dạng 3,5 x trừ 7y cộng c bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ thay vô, đó là mình dùng một trong hai điểm, dùng điểm nào cũng được, mình thay vô điểm A đi cho nó đẹp thôi, hiểu ha? Đó, thì có A thuộc vào delta, chỗ nào chữ x mình sẽ thay không, chỗ nào chữ y mình sẽ thay là 1,5. Rồi mình tìm ra c 7 nhân cho 1,5 chuyển qua đó là 20,5. Rồi mình suy ra phương trình tổng quát của delta đó chính là 3,5 x trừ 7y cộng 10,5 bằng 0. Rồi sau đó mình lấy cái điểm x bằng 12 và thay x bằng 12 vào đường thẳng delta ta được 3,5 nhân 12 trừ 7y cộng 10,5 bằng 0, tức là tìm đây là 7y vượt qua lấy 3,5 nhân 12 cộng 10,5 chia cho 7 là tìm y luôn ha, là bằng 7,5, tìm 7,5 rồi thì ra vậy. Tổng chi phí á, người đó phải trả cho doanh nghiệp tầm 12 tháng, kết quả lấy đến hàng phần chục, cái này phần chục luôn rồi đấy, phần chục là phần phần một phần 10, hiểu không? Đó. Nó ghi về chính xác luôn ha. Rồi là 7,5 triệu đồng đó, tại vì cái đơn vị tập của mình là đơn vị này đó là triệu đồng. Rồi vậy đáp án mình là hỏi là bao nhiêu, đặt là 7,5. Rồi đã hoàn thành, không mẹ thắc mắc gì không, dễ đúng không, dễ đâu mà dễ đúng không, cũng chua cũng chết, hiểu không? Đó.